Câu 31. Cho một cái chuỗi thức ăn, sử dụng chuỗi ăn là sinh vật sản xuất là có năng lượng, tổng năng lượng của nó là 2.1 × 10^6 calo. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 1.2 × 10^4 calo. Sinh vật 1 này là 1.2 × 10^4 calo. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 1.1 × 10^2 calo. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 0.5 × 10^2 calo. Vậy thì người ta hỏi là hiệu suất sinh thái của sinh vật ở bậc dinh dưỡng cấp 4 so với sinh vật ở bậc dinh dưỡng cấp 2 là bao nhiêu. Vậy thì cái bài toán thì nó rất là đơn giản. Đấy, chúng ta chỉ cần lấy cái năng lượng ở cấp đó chia cho cấp tương ứng. Thế thì với bài này chúng ta phải nhớ đến cái đơn vị kiến thức rất quan trọng sau. Đó là một chuỗi thức ăn thì sẽ một lưới thức ăn thì sẽ có sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ cấp 1, sinh vật tiêu thụ cấp 2, sinh vật tiêu thụ 3, sinh vật phân hủy. Thế thì đây chính là bậc dinh dưỡng thứ nhất. Đây là bậc dinh dưỡng thứ hai. Đây là bậc dinh dưỡng thứ ba. Cho đến các cái sinh vật tiêu thụ tiếp theo. Thế thì đề bài cho là gì? Là hiệu sinh thái ở sinh vật là bậc dinh dưỡng thứ 4. Đây là bậc dinh dưỡng số 4. Bậc dinh dưỡng số 4 có nghĩa là tương ứng với sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2, tức là sinh vật tiêu thụ cấp 1. Vậy con sẽ lấy cái thằng 0.5 × 10^2. Vậy hiệu suất sinh thái sẽ là gì nhỉ? Hiệu suất sinh thái giữa bậc 4 với bậc 2, tức là bằng sinh vật tiêu thụ bậc 3 với bậc 1. Các con sẽ lấy là, nghĩ cho này xem là bao nhiêu? À, ở bậc giữa 3 là 0.5. 0.5 nhân với cả 10^2. Ở bậc dinh dưỡng số 1, bậc dinh dưỡng 1, con thấy là nó bao nhiêu? Đó là 1.2 × 10^4. Và con tính ra được kết quả là bằng 0.42%. Chúng ta chú ý. Vậy cái phương án đúng của chúng ta ở đây là phương án B. Câu số 32. Nguyên tắc đảm bảo cho việc truyền đạt thông tin di truyền chính xác từ ADN thông tin đến polypeptide là gì? Thế thì thầy đã nói rồi. Khi nói đến cái nguyên tắc mà truyền đạt thông tin di truyền mà chính xác, cái sợi dây, cái cầu nối, cái việc mà mã hóa của gen rồi cuối cùng có thể truyền đạt chính xác đến cái polypeptide trong cái quá trình giảm phân trong cái quá trình dịch mã hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào, đấy chính là do có cái nguyên tắc bổ sung. Đấy. Và tiếp theo là gì? Cái ADN chúng ta nghiên cứu về cái quá trình dịch mã thì con biết rằng là mỗi một cái ADN vận chuyển thì nó chỉ có vận chuyển một loại acid nhất định. Đấy. Một cách đặc hiệu, đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy là kết hợp với những cái thông tin đó, chúng ta sẽ thấy rằng là phương án B là cái phương án đúng, bởi vì nói lên được là gì? Thứ nhất là mỗi ADN vận chuyển chỉ vận chuyển một loại acetylamine nhất định một cách đặc hiệu.